Ngọc Thanh xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo xuân Canh Tý năm 2020. Thì hôm nay hội từ thiện huyện Bắc Tân Uyên cùng các mạnh thường quân sẽ trao 34 phần quà cho bà con nghèo tại xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Mỗi phần quà thì trị giá là 872.000, gồm có là gạo, nè, mì gói, bánh và kèm theo phong bì là 500.000. Và thông qua chương trình tặng quà Tết thì hội từ thiện và các mạnh thường quân còn tặng thêm 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Thì mỗi phần học bổng là trị giá 1 triệu đồng. Bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bên trong hội trường để xem chương trình tặng quà Tết cho người nghèo xuân Canh Tý hôm nay nha. Dạ, xin kính mời cô chú anh chị và các bạn. Thank you.
quyết định điều một khi có những tập thể và bốn cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội nhân đạo của mình năm 2019 có ý thức kèm theo. Điều hai là hướng dẫn trẻ em có những tập thể theo quy định tại điều 23 nghị định số 91 kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân, đồng thời cảm ơn những tấm lòng vàng đã ủng hộ cho chương trình. Sau đây xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Tùng là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân xã, thay mặt đảng ủy ban sẽ có ý kiến phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Mời cô Nguyễn Thị Nga 1951 cấp 1. Mời cô Quỳnh Thị Trà 1949 cấp 2.
và mời cô Bình Thị Hương 952 các bạn. Cô Bình Thị Hương 952. 17 giờ đúng chưa? Đây xin trọng kính mời đại diện công ty Phát Đồng Hiệp, đại diện công ty Dịch Thịnh và đại diện chỗ cây xăng của anh Dũng Canh để trao những phần quà cho công ty. Xin kính mời công ty Phát Đồng Hiệp, cây xăng Dũng Canh và chỗ có xe đạp mới nhà đó, ta mới cho chứ xe đạp mới. Xin gạo đây, xe này phải không? Để con hàng cho.